hành trình giành giật sự sống cho người đàn ông bị rắn hổ mang chúa cắn. Trong quá trình điều trị cho người đàn ông ở Tây Ninh bị rắn hổ mang chúa cắn, có những lúc gần như bế tắc, tính mạng bệnh nhân như ngàn cân treo sợi tóc. Nhưng với kinh nghiệm, sự quyết tâm và trang thiết bị hiện đại, các bác sĩ Bệnh viện Chợ Giấy đã đưa bệnh nhân từ cửa tử trở về với gia đình một cách ngoạn mục. Ngày 11 tháng 9, thông tin từ Bệnh viện Chợ Giấy, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, người đàn ông 38 tuổi ở Tây Ninh bị rắn hổ mang chúa cắn đã hồi phục hoàn toàn, bệnh nhân giao tiếp, ăn uống tốt và có thể xuất viện. Nhìn lại hành trình cứu chữa cho bệnh nhân, các bác sĩ vẫn chưa hết hồi hộp khi có những lúc gần như bế tắc, sự sống của bệnh nhân bị uy hiếp bởi nọc độc của rắn hổ mang chúa quá mạnh. Tiến sĩ, bác sĩ Lê Quốc Hùng, trưởng khoa bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Chợ Giấy cho hay, đã 16 năm từ khi thành lập khoa đến nay, bệnh viện đã tiếp nhận hơn 15.000 trường hợp bị rắn cắn, trong đó chỉ 8 người bị rắn hổ mang chúa cắn và chỉ 2 người được cứu sống. Bệnh nhân đầu tiên được cứu sống cách đây khoảng 7 năm là nhờ chuyển đến Bệnh viện Chợ Giấy rất nhanh, chỉ khoảng 25 phút sau khi bị rắn cắn, nọc độc chưa kịp phát tán rộng. Còn trường hợp này, sau nhiều tiếng bị rắn cắn thì bệnh nhân mới được chuyển đến Bệnh viện Chợ Giấy, nọc độc đã lan rộng và tình trạng diễn biến xấu rất nhanh. Nọc rắn hổ mang chúa gần như độc nhất trong các loại rắn trên cạn, tùy trạng thái con rắn khi cắn và nhiều yếu tố liên quan, nên đôi khi sự sống của con người sau khi bị cắn chỉ được tính bằng phút. Vì vậy, số lượng người về được Chợ Giấy sau khi bị cắn rất hiếm, bác sĩ Hùng nói. Chính vì nọc độc của rắn hổ mang chúa quá mạnh, phần lớn trường hợp diễn biến nặng nhanh khiến bác sĩ không kịp trở tay để cứu chữa nên kinh nghiệm điều trị phải chắt chiu qua từng ca bệnh. Trong trường hợp này, các bác sĩ đã có sự chủ động, tiến hành chuẩn đoán và can thiệp sớm, đi trước diễn biến bệnh một bước. Dù vậy, sau khi nhập viện ngày thứ hai, tình trạng của bệnh nhân vẫn xấu đi. Các bác sĩ đã liên tục can thiệp nhiều biện pháp từ đặt máy thở, lọc máu, huyết tương. Trong đêm thứ hai, ngày thứ ba sau khi nhập viện, tình trạng của bệnh nhân rất xấu, nhiều lúc chúng tôi cũng lo lắng không thể cứu chữa được. Tuy nhiên, với kinh nghiệm những ca trước đó, mọi thứ đều đi trước, đoán trước, xử lý trước kèm theo sự hỗ trợ của máy móc hiện đại thì mới cứu được bệnh nhân, chứ nếu đi theo diễn biến bệnh thì khả năng cao là bệnh nhân sẽ tử vong, bác sĩ Hùng chia sẻ. Là người trực tiếp điều trị cho bệnh nhân từ khi nhập viện, bác sĩ Nguyễn Lý Minh Duy, khoa hồi sức tích cực Bệnh viện Chợ Giấy, thấm thía sự gian nan và khó khăn trong hành trình giành giật sự sống cho bệnh nhân. Các vùng da bị hoại tử nhanh, lan rộng trên cơ thể bệnh nhân. Chúng tôi phải thường xuyên cắt lọc mô hoại tử, giảm nhiễm độc, điều trị rối loạn nhịp tim, suy tạng, ghép da. Đến thời điểm hiện tại, bệnh nhân đã vượt qua những nguy hiểm, có thể trở về cuộc sống bình thường là sự cố gắng và hợp sức của nhiều chuyên khoa, bác sĩ Duy nói. Hồi phục kỳ diệu sau gần một tháng điều trị tích cực, có thể nói chuyện, ăn uống bình thường, nam bệnh nhân bày tỏ lòng biết ơn đến các bác sĩ đã tận tình cứu chữa cho mình, cũng như những nhà hảo tâm đã ủng hộ tiền để trang trải viện phí. Không biết nói gì hơn, tôi xin chân thành cảm ơn các bác sĩ, họ đã đưa tôi từ cõi chết trở về. Xin cảm ơn các nhà hảo tâm đã quyên góp cho gia đình số tiền lớn để trang trải viện phí suốt thời gian qua, người đàn ông chia sẻ. Nhắc lại lúc bị rắn cắn, người này cho biết, thấy con rắn to quá nên đã nhảy vào dùng cả hai chân đè lên để bắt thì bất ngờ bị nó quay lại cắn vào đùi. Lúc đó tôi mới biết là rắn độc nên cố gắng giữ bằng được con rắn mang vào bệnh viện. Đây là bài học cực kỳ lớn. Từ nay tôi không dám bắt rắn nữa và cũng khuyên mọi người thấy rắn độc thì nên tránh xa, không nên liều mình bắt nó như tôi, bệnh nhân nói. Trước đó, ngày 19 tháng 9, người đàn ông 38 tuổi ở Tây Ninh thấy con rắn hổ mang chúa lớn nên vây bắt với ý định bà lấy tiền đóng học cho con. Tuy nhiên, trong lúc bắt, người này bị con rắn quay lại cắn vào đùi nên đem cả rắn đến bệnh viện địa phương, sau đó được chuyển đến Bệnh viện Chợ Giấy điều trị. Con người trả thù lẫn nhau thì có lẽ là điều khá phổ biến rồi. Thế nhưng động vật trả thù con người thì không phải ai cũng được chứng kiến. Mới đây, một thanh niên trẻ tuổi người Ấn Độ đã trải qua một phen thất kinh sau khi sơ ý chạy xe máy qua đuôi rắn hổ mang và bị con vật này đuổi theo suốt quãng đường dài. Gudu Pachauri, cư dân ở bang Uttar Pradesh, hoảng sợ bỏ lại xe máy bên đường, bỏ chạy do thấy con rắn độc đuổi theo sát nút và chuẩn bị cắn vào gót chân. Rắn hổ mang bò lên chiếc xe canh chừng, thu hút đám đông cư dân địa phương kéo tới nơi. Khi có bất cứ ai tìm cách lại gần chiếc xe, con rắn lại rít lên và thủ thế, sẵn sàng tấn công. Sau khoảng một giờ, xác định con rắn không chịu rời đi, một số người dân bắt đầu ném đá về phía nó. Cuối cùng thì rắn hổ mang lặng lẽ trườn đi, khiến mọi người thở phào. Chiếc xe được giao lại cho Gudu. Anh cho biết là bản thân có thể hiểu được vì sao con rắn lại hành động như vậy. Gudu cũng nhắc nhở các tài xế khác nên quan sát kỹ mặt đường khi chạy qua khu vực rừng rậm.
Một thông tin mà người dân cần phải hết sức lưu ý. Thời tiết nóng như hiện nay tại miền Bắc là thời điểm các loại rắn và côn trùng hoạt động mạnh. Thời gian gần đây tại Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai liên tục tiếp nhận nhiều trường hợp bị rắn cạp nong, cạp nia, hổ mang cắn. Đáng nói là nhiều ca chủ quan tự sơ cứu tại nhà, làm nhỡ thời gian cấp cứu, khiến tình trạng bệnh chuyển xấu, thậm chí là tử vong trên đường tới viện. Đây là trường hợp nặng nhất do rắn cạp nia cắn đang phải điều trị tại Trung tâm Chống độc. Bệnh nhân đã bị liệt và phải thở máy. Gia đình cho biết, vào 5 ngày trước, anh Định bị rắn cắn vào tay. Sợ chồng có chuyện, chị Hồng vợ anh phải nhờ người đắp thuốc lá và cho anh ngậm nửa quả chanh, sau đó mới đưa đi cấp cứu. Có một ông chuyên bắt rắn ấy, thì là ông ấy có đắp thuốc lá để sơ cứu xong là thuê xe đi luôn. Chuyển lên đây luôn ấy, không qua bệnh viện nào khác, nhưng mà lên đây là đã cứng hàm mà mắt không nhìn thấy gì nữa rồi. Hôm nay thì chuyển biến tốt hơn rồi, còn mất 2 ngày đầu là anh ấy không dẫy được mà cũng không làm được gì. Nghĩa là bất động luôn, thì đến hôm nay là dẫy được chân tay rồi. Bệnh nhân bị rắn cạp nia cắn như thế thì hiện tại Việt Nam chúng ta thì chưa có, hiện tại không có thuốc giải độc cho rắn cạp nia cắn. Thì tạm thời hiện nay chúng ta vẫn đang phải điều trị cho bệnh nhân là bằng các biện pháp thở máy để hỗ trợ hô hấp, bệnh nhân bị liệt mà không thở được. Rồi các biện pháp điều trị hồi sức và hỗ trợ khác. Thường là bệnh nhân sẽ phải mất thời gian khoảng độ 2-3 tuần để thở máy. Có những bệnh nhân đến tháng, 1 tháng thì sau đó mới có thể ra viện được. Tại miền Bắc, thông thường từ tháng 5 đến khoảng tháng 10 sẽ là khoảng thời gian bệnh nhân bị rắn độc cắn tăng mạnh. Rắn cạp nia sẽ khiến bệnh nhân liệt cơ rất nặng. Còn rắn hổ mang cắn sẽ gây sưng đau, hoại tử tay chân vùng bị cắn. Đặc biệt theo các bác sĩ, khi bị rắn độc cắn, người dân thường có tâm lý tìm các cách khác nhau để sơ cấp cứu cho nạn nhân như chích, rạch, chích điện, đắp thuốc nam. Tuy nhiên, những biện pháp này đều không có hiệu quả. Phần lớn các biện pháp sơ cấp cứu hiện nay mà chúng ta dân thường người dân áp dụng là chứng minh là không có tác dụng, hoặc là trên thực tế chưa thấy rõ ràng tác dụng. Đấy. Thế và các bạn biết người ta có thể áp dụng rất nhiều biện pháp. Đấy. Cái biện pháp mà được chứng minh là có an toàn và có tác dụng nhất đối với bệnh nhân là như này, là chúng ta phải động viên bệnh nhân bình tĩnh, không được hốt hoảng. Đấy. Và cái vùng chân tay bị cắn hạn chế vận động thôi, và để cái vùng bị cắn đến nó thấp hơn vị trí của tim, và nhanh chóng đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế gần nhất, không nên đi vượt tuyến. Đi vượt tuyến thì rất là xa, dọc đường đi đã có những bệnh nhân tử vong, tắc đường hoặc xa xôi, giữa đường bị liệt cơ, không thở được và sẽ tử vong. Thời gian tới vẫn sẽ là thời điểm các loại rắn sinh sôi, vì thế người dân không nên tự ý bắt rắn, đi tối phải dùng đèn, đặc biệt hạn chế ngủ trên nền đất. Khi bị rắn độc cắn, cần phải bình tĩnh xử lý để tránh những trường hợp đáng tiếc có thể xảy ra.